Xin chào các bạn, hôm trước mình có chia sẻ cho các bạn cái mẫu số 44 là cái mẫu áo bâu đen tông này. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về cái cách may của cái mẫu áo này nhé. Đầu tiên là các bạn sẽ có cái phần rạp bâu này, các bạn sẽ cắt cho mình theo cái đường màu đỏ. Mình sẽ để cái link của cái bài thiết kế này xuống một bình luận hoặc là trong một mô tả, thì các bạn nhớ tìm lại để chúng ta thực hiện được cái bài thiết kế nha. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ đặt cái phần rập này lên trên cái phần vải. Ở đây là vải mình đang sử dụng hai lớp vải nha các bạn, hai lớp vải. Bạn đặt lên. Và chúng ta sẽ dùng kéo để chúng ta cắt. Các bạn cắt chiều đường may cho mình một phần. Cái vị trí mà của cái phần lá bâu mà chúng ta ráp vào, và các bạn nhớ lấy dấu để lúc nữa chúng ta sẽ tra vào đúng cái đường khớp. Rồi, các bạn mới vừa thực hiện cắt xong được cái phần thân trước bâu đen tông của cái phần áo nè. Chúng ta mới vừa cắt xong được, thì các bạn cũng lấy dấu cái đường để vi lại ở trên cái phần thân áo. Sau đó thì chúng ta sẽ cắt cho cái phần lai. Kế tiếp thì các bạn cắt cho cái phần thân sau. Phần thân sau thì chúng ta là vải xếp đôi và các bạn cũng có chiều đường may, cho nên là khi mình đặt rập thì mình sẽ phải lưu ý kéo lên phía trên để đủ vải chiều đường may. Và các bạn tiến hành cắt, thì khi cắt cũng chừa đường may là một phân. Rồi, các bạn mới vừa cắt xong được cái phần thân sau. Chúng ta sẽ đặt nó qua một bên. Và trên cái áo này khi mà các bạn thực hiện, các bạn nhớ lưu ý cho mình là mình còn cái chi tiết, đó là chi tiết nẹp. Cái chi tiết nẹp này thì khi các bạn thực hiện, các bạn sẽ có keo để ủi lên chân vải ha. Ở đây thì mình sẽ dùng keo các bạn sẽ đặt keo xếp hai miếng lại bằng gấp đôi, sau đó thì các bạn sẽ dùng phần rập các bạn đặt lên keo để chúng ta cắt được cái phần nẹp của cái phần thân áo. Các bạn sẽ cắt cũng chừa đường may giống như ở trên phần thân.
Và cái nẹp này thì nó sẽ có cái độ lớn nhỏ hơn cái phần thân, cho nên sau khi các bạn cắt được cái đường ngoài rồi thì các bạn sẽ bắt đầu đánh cong. Các bạn sẽ ra cho mình cái phần này là 12 cm, và chúng ta sẽ đi cái đường cong xuống cái phần 12 cm này, sau đó là các bạn sẽ cắt. Cái phần cổ áo này mình sẽ để ở đây, lát nữa mình may xong rồi mình sẽ lấy cái phần cổ mình đo lên trên thân một lần nữa, sau đó mình mới cắt. Và các bạn sẽ đặt cái phần keo này lên trên vải để chúng ta sẽ ủi. Trước khi các bạn ủi keo, bởi vì đây là cái phần thân áo mình may bộ mặt nhà, cho nên là khi mà các bạn ủi keo á, thì các bạn cũng có thể là không cần là chúng ta sẽ ủi lên trên cái phần thân chính. Nhưng mà nếu như mà các bạn may mà áo vest thực sự mà may cái bao này thì các bạn cũng cần phải ủi keo lên phần thân chính để mình có được cái phần vải nó được êm, nó tạo được cái định hình cho cái phần bẻ ve. Nếu mà chúng ta chỉ ủi một thân thì cái áo chúng ta lên cái bẻ ve nó sẽ không được đẹp bằng ủi hai lần thân keo nha các bạn nha. Mình mới vừa ủi được một lớp và mình sẽ ủi cho lớp thứ hai. Sau khi ủi xong thì các bạn sẽ cắt keo ha. Cái phần cổ áo trên thân này thì mình sẽ cũng dùng hai cái lớp keo mình đặt lên để mình cắt cho nó bằng, rồi mình cũng ủi keo lên trên này để mình cố định được cái phần cổ áo cho nó được êm nha các bạn nha. Do bởi cái loại keo này nó là cái loại keo mỏng, cho nên mình nhìn thấy nó rất là rõ ràng. Và mình có bán cái loại keo này ha, một set như vậy là 200.000, nó có màu trắng và màu đen. Thì nếu các bạn mua thì các bạn có thể kết bạn với Zalo của mình ở cái số 0963 297 788, thì các bạn có thể đặt hàng, mình gửi hàng về cho các bạn. Mình chỉ ủi một đoạn ngắn như vậy thôi. Nếu các bạn có nếu bạn may đồ vest thì các bạn sẽ ủi hết nguyên một cái thân này, nhưng mà ở đây thì mình chỉ may cái bộ mặt nhà và mình chỉ ủi để giữ cái dáng phong cổ thôi nha. Thì chúng ta sẽ ủi keo lên trên cái mặt trái của vải như thế này. Sau khi mà các bạn ủi được mặt trái rồi thì các bạn sẽ lật qua mặt phải, các bạn sẽ ủi thêm một lần nữa để cho nó được dính chắc luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu may cho cái phần nẹp áo lên trên cái phần thân các bạn nha.
Đây là cái phần thân trước là cái nẹp nè, chúng ta sẽ có một cái miếng nẹp chúng ta đặt lên và các bạn sẽ may cho mình cái vị trí mà chúng ta kẻ cái đường bẻ nẹp nè. Thì ngay đây mình sẽ có một dấu bấm, thì các bạn sẽ găm kim từ chỗ này đến góc này, các bạn sẽ mở chỉ và chúng ta sẽ may dọc xuống dưới cái phần lai, may dọc xuống phần lai và các bạn may ngang qua cho mình 2 cm. Nếu các bạn không may ngang thì lát nữa các bạn may sau cũng được. Các bạn sẽ xỏ chỉ giống như là xỏ chỉ của cái cổ bông sơ mi vậy đó. Và các bạn sẽ chạy xuống ngược lại. Chúng ta vừa may được một bên của cái phần nẹp, thì khi mà các bạn may xong một bên chúng ta sẽ bẻ cái góc, các bạn sẽ bẻ cái góc của cái phần ve ha, bẻ góc xuống như vậy, chúng ta giữ góc và mình sẽ lộn ngược, mình sẽ có đoạn dây thì các bạn giật ra và chúng ta sẽ có được một góc của cái phần áo bẻ bao lan tông ở đây. Và cái bước tiếp theo á là các bạn sẽ diễu cho mình ha, các bạn ủi xong rồi các bạn sẽ diễu mặt ở phía trong của cái phần nẹp, các bạn ủi xong các bạn sẽ bấm góc của cái phần nẹp ra ha. Và mình sẽ lộn góc nó ra như thế này và các bạn sẽ ủi thêm cho mình thêm một lần nữa. Và dưới cái phần lai áo này các bạn cũng sẽ gọt. Sau đó thì chúng ta sẽ ủi định hình cho cái phần nẹp ở trên thân và mình sẽ ủi cho cái phần lai. Phần nẹp ở trên thân thì ngay cái góc mà các bạn bấm thì các bạn sẽ bật nó qua và chúng ta sẽ ủi cho cái mặt trước. Và các bạn sẽ có được cái đường bẻ ve mà chúng ta lấy dấu là các bạn đặt bàn ủi lên, các bạn sẽ ủi luôn theo cái đường bẻ ve này. Và ở đây thì các bạn sẽ có hai cái miếng thân trước, các bạn sẽ đặt cái phần thân trước qua cái phần thân sau để chúng ta sẽ may cho cái phần đầu vai.
Và khi may cái đầu vai thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ lật cái miếng này lên và chúng ta chỉ may hai lớp này thôi. Sau khi may đầu vai xong thì các bạn sẽ được cái phần thân áo của mình nó sẽ nằm ngay cái góc đường vai như thế này. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng kéo, các bạn gọt lại những cái phần nào mà chưa có được đều thì các bạn sẽ gọt lại một chút xíu thôi. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ xếp đôi, bắt đầu từ cái vị trí cổ nè. Đó, và các bạn sẽ lấy dấu giữa cho mình. Các bạn lấy dấu giữa xong rồi thì chúng ta sẽ đặt cái phần cổ áo lên lại cho vị trí này nè. Các bạn sẽ lấy cái miếng mà chúng ta hôm trước mà mình sẽ cắt cho cái phần nẹp ha, chúng ta đặt vô đây. Đó, các bạn sẽ đo lại cái phần cổ của mình coi thử nó có vừa hay không, nó có bị cái gì mà thiếu hay không. Thì các bạn thấy là đây cái vị trí này nó cách nhau là một phần, nó còn thiếu một phần. Thì khi mình may á, mình chừa đường may nhiều lúc mà nó không có độ chính xác thì các bạn sẽ thêm đây một phần và các bạn sẽ tiến hành cắt keo. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách chúng ta may cái phần lá cổ của bao đan tông. Đầu tiên thì các bạn sẽ ủi keo lên trên miếng vải cho mình ha. Các bạn có thể cắt thành hai cái lá cổ trước cũng được, còn không á thì các bạn sẽ đặt cái phần gạch lên trên cái phần cổ nè. Sau đó là các bạn sẽ lấy dấu lại. Mình lấy dấu cho chính xác nha các bạn. Mình lấy dấu một bên xong rồi các bạn sẽ lật qua bên này, các bạn lấy dấu lại. Rồi, sau khi mà chúng ta lấy dấu thì các bạn sẽ thấy chúng ta có được cái hình dáng của cái lá cổ. Và cái cạnh dài này là cái cạnh mà chúng ta sẽ may vào cái lá ve. Cho nên là khi các bạn may thì bạn chỉ may góc này và các bạn may góc ở phía trên. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu may. Ngay chỗ những cái góc này các bạn có thể bỏ chỉ cũng được, hoặc không bỏ chỉ cũng được, không sao. Chúng ta sẽ may hai cái góc nhỏ nhất ở trên cái phần của cái lá cổ. Sau khi mà xong rồi thì các bạn sẽ dùng kéo các bạn cắt ra cho mình. Này là chúng ta mới chỉ có cắt của một bên của cái phần lá cổ thôi, còn cái khúc dưới này là chúng ta chưa cắt nè. Thì khi cắt các bạn cũng nhớ là chúng ta chừa đường may cho mình ha. Thì sau khi mà các bạn cắt xong thì chúng ta sẽ được cái lá cổ như thế này. Và các bạn sẽ ủi cái đường may ha, của cái đường mình mới vừa may xong. Ngay cái góc vuông này các bạn cũng sẽ ủi nè. À, các bạn sẽ ủi cái phần góc vô. Bên cái góc vuông này các bạn cũng ủi nè. Sau khi mà các bạn ủi xong rồi thì các bạn sẽ đặt cái ngón tay của mình vô, mình giữ cái phần góc vuông này, các bạn đẩy ngược ra thì các bạn sẽ có được cái phần góc vuông của cái phần bao đan tông. Sau đó thì các bạn sẽ căng nó ra như thế này. Chúng ta ủi hình dáng của cái lá bao, mình gọi lá bao hay gọi lá cổ hay là ha, nó như nhau.
Và các bạn nhìn thấy đây là cái phần lá ve mình may ở trên cái phần thân áo, còn đây là cái phần lá bâu mình có chừa đường may. Thì các bạn hình dung rằng cái đường may này mình sẽ kẹp nó vào ở trong hai cái góc để tạo thành cái ve. Và cái góc này thì chúng ta sẽ may vào, và cái phần này chúng ta sẽ may vào trong phần cổ. Mà để mà thực hiện như vậy thì các bạn cần phải lấy dấu cho mình cái phần cổ ở trên thân với lại cổ ở trên cái phần nẹp cho nó bằng với nhau, thì khi chúng ta may á thì nó mới cân được ha. Và khi mà các bạn lấy dấu rồi thì các bạn cũng sẽ kiểm tra lại lần nữa, đây là cái phần mà mình sẽ may vô nè. Rồi chúng ta lấy dấu thì nó nằm ngay đúng cái dấu mà mình đã lấy ở trong cái phần lá cổ mà khi nãy mình vẽ đó. Rồi thì bây giờ các bạn sẽ lấy dấu nó qua lại cái góc. Và để mà các bạn có thể là dễ dàng hơn á thì các bạn lấy cái phần rập lá cổ khi nãy mình mới vừa thực hiện á, các bạn đặt lên đây, các bạn vẽ lại thì chắc chắn rằng là cái phần góc, những cái góc mà chúng ta cần lấy cho nó chuẩn bằng nhau thì nó sẽ đều. Và các bạn sẽ lấy luôn cả cho hai mặt để mình lấy mình vô cái phần cổ hay là cái phần lá ve gì nó cũng phải đều với nhau hết. Bây giờ thì các bạn sẽ làm cái công việc là đây là cái phần lá cổ của mình, phần cổ ha. Các bạn sẽ đặt cái phần lá cổ lên trên thân. Cái điểm mà chúng ta mới lấy dấu này thì chúng ta sẽ kẹp vô đây, chúng ta may may góc đến cái phần góc vuông này, chúng ta sẽ găm kim, mình sẽ bấm góc ở ngay vị trí này, sau đó các bạn sẽ dòng nó qua đúng ngay cái vị trí giữa của cái đường phấn và cái vị trí giữa của cái cổ, các bạn trùng với nhau, sau đó các bạn dòng qua bên này ngay cái góc, các bạn dừng lại và các bạn xoay góc qua bên này. Giờ chúng ta sẽ qua máy, chúng ta may đường này, may cổ lên trên cái phần thân áo trước. Thì đây các bạn thấy cái chúng ta có được cái phần ve nó rời ra, thì các bạn lật cái phần ve này ra ha. Ở đây chúng ta có bấm dấu bấm nè, thì các bạn tách rời hai cái này ra, miếng của phần ve các bạn để riêng. Bây giờ các bạn chỉ cần lấy cái phần dư của cái phần thân, các bạn găm kim, mình giữ góc đây ha. Sau đó là các bạn sẽ lấy cái phần cổ ở trên thân nè, ngay góc này nè, chúng ta lấy dấu nè. Thì các bạn bật cái này ra đúng ngay cái vị trí lấy dấu luôn, các bạn kẹp vô. Nếu mà bạn nào mà không quen may những cái vị trí lấy dấu như thế này á, thì các bạn có thể là dùng kim lược để các bạn may lược vô ha. Đó, sau đó chúng ta may một đường, các bạn dừng lại nè. Rồi chúng ta đặt cái phần dấu bấm nè. Đây các bạn thấy cái dấu bấm với cái dấu phấn này ha, chúng ta sẽ may các đường này nó trùng khớp với nhau. Đó, ngay cái vị trí này là các bạn sẽ phải dừng để chúng ta xoay kim nè. Hai cái dấu bấm này nó trùng với nhau nè. Các bạn ghim và chúng ta may. Rồi, đến vị trí đó thì các bạn sẽ xoay kim. Và ngay cái góc này thì các bạn sẽ dùng kéo ha, các bạn bấm góc cho mình. Sau đó các bạn sẽ xoay nó qua. Rồi mình chạy 1-2 mũi kim, sau đó các bạn dừng lại. Và các bạn sẽ lấy dấu của cái phần cổ ở giữa, nó trùng với nhau ha. Đây, dấu cổ giữa nè, nó sẽ trùng với lại dấu cổ giữa ở trên cái phần thân. Các bạn để hai cái này trùng với nhau, bạn chạy qua lật cái phần lá cổ này lên và để hai cái đường may nó bằng nhau. Rồi đến cổ giữa thì các bạn dừng lại, tiếp tục các bạn sẽ lấy cái dấu mà mình lấy dấu phấn góc vuông ở trên cái phần cổ với lại dấu phấn góc vuông ở trên cái phần thân
hai cái dấu phấn này nè sẽ trùng với nhau ha. Các bạn giữ tay ha. Sau đó là chúng ta sẽ tiếp tục đường may. Các bạn canh may đúng cái góc vuông rồi các bạn sẽ dừng nha. May đúng đây mình dừng. Mình găm cái mũi dùi xuống cho các bạn để các bạn dễ hình dung. Rồi, đúng ngay cái vị trí đó các bạn dừng. Và các bạn sẽ dùng cái mũi kéo các bạn bấm sát vô trong cái phần mũi kim. Và cái phần dư này với lại cái phần dư kia các bạn kẹp chung với nhau, hai chỗ còn lại. Đây, bạn nhìn thấy hai cái phần dư nó khớp với nhau nè. Bạn may qua. Khi may thì chúng ta nhớ kiểm tra đừng để cho nó bị chồng lên nhau. Rồi các bạn thấy cái mí này là mình may chung với nhau được rồi nè. Thì khi mà các bạn may mí rồi các bạn lật qua thì các bạn thấy nó có hẳn một cái góc như thế này luôn. Ngay cái đầu bên này cũng vậy. Thì nó sẽ nằm một cái góc, nó nằm ở trên cái đường thẳng, nó tạo thành góc V. Cái góc này chúng ta bấm nó cũng là góc V nè. Cái góc bên này chúng ta bấm nó cũng là góc V nhọn đó ha. Rồi chúng ta sẽ có được một bên của cái phần cổ. Và cái bên còn lại thì các bạn cũng làm tương tự như vậy, nhưng mà nó đơn giản hơn. Các bạn chỉ cần là lấy cái góc còn lại bên này à, các bạn lật ngược. Lật ngược các bạn kẹp vô đây. Kẹp vô sao cho hai cái góc vuông nó trùng với nhau à, và các bạn may qua một đường là xong. Các bạn sẽ xoay kim nè, cho nó xuống ngay cái vị trí giao giữa hai bốn cái góc. Bạn thấy không, mình zoom lớn lên cho các bạn nhìn nè. Các bạn găm kim ngay cái vị trí giao giữa bốn cái góc thì nó sẽ có cái đường lại mũi đây. Rồi dưới này nó cũng sẽ có góc nè. Và các bạn nhớ lưu ý là chúng ta không may vào cái lớp dưới nha. Các bạn sẽ đặt cái kim xuống. Rồi chúng ta may qua một đường. Đến cái điểm mà cái góc mà chúng ta lấy dấu á, thì các bạn sẽ ghim nó xuống. Này. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ bấm cái lớp bên dưới này. Và các bạn sẽ xoay cái góc này qua. Rồi chúng ta giữ góc chúng ta may. Thì các bạn thấy là sau khi mà mình may xong á, thì các bạn nhìn thấy nè, cái phần mặt trước nè và cái phần mặt sau nè, đó, nó sẽ khớp, nó sẽ tạo được cái góc vuông như vậy. Và các bạn cũng sẽ, mình sẽ ra được cái phần bao đan tông nè. Và các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy cho cái phần bao bên kia. Các bạn nhìn lại thao tác thêm một lần nữa ha. Đây nè, các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có được bốn cái góc, nó phải giao với nhau ở bốn góc này. Bây giờ chúng ta sẽ may được hai góc giao rồi thì cái góc còn lại thì các bạn cũng đặt vào ha. Và các bạn găm kim xuống các bạn may. Và khi mà các bạn găm kim xuống các bạn may á, thì các bạn cũng lấy dấu ngay cái vị trí góc nè. Mình có dấu phấn nè, các bạn cũng lấy dấu cho đúng ngay vị trí. Tại hồi nãy mình may mình để cái phần nẹp ve xuống dưới nên mình bấm cái phần lớp dưới, nhưng mà bây giờ mình để lên trên nên là mình phải bấm cái lớp ở bên trên nha các bạn nha. Và bấm một lớp thôi. Đó, bấm vô sát trong cái kim. Bấm sát vô trong cái kim ha, không có để cho nó bị lấn lên trên cái mũi chỉ nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ quay góc. Quay góc và chúng ta sẽ lấy cái mũi kéo ha, chúng ta đẩy cái góc này qua nè. Mình đẩy góc qua.
và các bạn sẽ bỏ cái góc này xuống. Rồi chúng ta găm cái kim xuống. Chúng ta may qua. May qua đường này. Thì các bạn thấy cái góc dấu bấm, góc dấu bấm mình mới vừa bấm nè. Bây giờ mình lật qua nè. À, thì các bạn thấy là nó ra được cái phần góc vuông nè. Ủa đâu ra? Đây. Đây là mình zoom lớn quá. Mình zoom lại cho các bạn. Đó, thì các bạn thấy mình ra được cái phần góc vuông ở trên cái phần ve. Và đây là cái phần cổ. Rồi, sau khi mình thực hiện xong á, thì các bạn sẽ lật cái phần bên trong này ra nè. À, các bạn sẽ ủi cho nó mở ra cho mình. Mình sẽ ủi những cái phần đường rẽ, ủi cho nó ra, cho nó nằm êm. Đó. Thì sau khi mà các bạn ủi cho nằm êm rồi thì các bạn lật qua bên bề mặt thì các bạn thấy là cái phần lá ve của mình nó sẽ nằm thẳng đẹp như thế này. Và tương tự thì các bạn cũng sẽ ủi như vậy cho cái phần lẹp ve còn lại. Và các bạn sẽ ủi cái phần dư trong cái phần lá cổ nè. Bạn ủi gấp lên. Và các bạn sẽ bẻ mép, bạn sẽ may mí cho mình cái phần dưới này. Khi may mí thì các bạn sẽ dùng cái mũi kéo hay mũi dừa gì đó, bạn đẩy hết cái phần dư nó nằm vô phía trong ha. Sau đó thì các bạn, khi mà các bạn bẻ gấp mép các bạn may á, thì các bạn nhớ lưu ý cho mình cái chỗ này, làm cái đường bẻ gấp mép của mình nó sẽ trùng lại với lại cái đường chỉ nha. Thì khi đó mình may ra nó không có bị so le lệch mí. Và ngay cái góc này thì các bạn sẽ bấm để mình bẻ vô. Cái phần dư của cái phần nẹp ve thì các bạn sẽ may khóa cái phần nẹp ve chung với lại cái phần đầu vai, và mà mình may đầu vai mình may khóa lại là nó giữ êm cho mình cái phần nẹp ve ở trên cái phần cổ áo. Ở bên này cũng tương tự ha, các bạn sẽ lấy cái phần dư các bạn may vô khóa lại. Và các bạn nhìn thấy đây là cái phần bao đăng tông mình mới vừa may xong nè. Đây, cái phần bẻ ve của mình nó chùm qua để mình bẻ sạch được cái phần cổ sau. Và cái phần ve, hai cái lá ve nó cân đối, nó bằng nhau như thế này. Đó, nó khoảng cách nó của mình ban đầu nó là 2,5 phân, thì đây nó cũng nằm 2,5 phân. Khoảng cách hai cái ve này bằng nhau, khoảng cách giữa hai cái lá ve này bằng nhau, thì coi như là chúng ta đã hoàn thành được cái phần bao đăng tông. Bây giờ tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hoàn thành cho cái phần áo này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ may cái phần tay áo bầu thân ha. Thì các bạn sẽ đặt tay vào và chúng ta lật qua, và các bạn sẽ may cái phần tay xung quanh. Các bạn sẽ đặt cái phần thân áo xuống phía trước. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt cái phần tay lên trên.
sau khi mình may được 1/2 của cái phần tay rồi đó, thì chúng ta sẽ để cái mí cái phần tay dưới, rồi chúng ta trải đều cái phần tay lại cho nửa cái phần tay còn lại. Này các bạn thấy là mình mới vừa may xong cho cái phần tay đầu tiên vào trong cái phần thân áo, thì các bạn sẽ may tương tự như vậy cho cái phần tay còn lại. Là cái phần tay mà chúng ta mới vừa may vô trong cái phần thân, và cái bước tiếp theo nữa là các bạn sẽ lấy cái phần thân này chúng ta ập qua cái phần lai, và chúng ta giữ cho cái phần lai tay, và các bạn sẽ may cho mình cái đường ở bên sườn. Và bên kia chúng ta cũng sẽ làm tương tự cái phần áo mà mình mới vừa may xong. Bây giờ bước tiếp theo cuối cùng là các bạn sẽ bẻ lai, chúng ta may cho xung quanh cái phần lai áo, và các bạn sẽ may xung quanh cho cái phần lai tay nữa, là chúng ta sẽ kết thúc cái mẫu này. Còn lại cuối cùng ở trên cái áo này ha các bạn, đây là cái đường bẻ ve của mình nè. Thì các bạn sẽ may cho mình một cái đường nó song song lại cái đường bẻ ve, và chú ý là chúng ta sẽ may thụt lùi vào phía trong một phân ha, bạn không may bắt đầu từ dưới, tại khi mình bẻ qua mình sẽ thấy cái đường diễu đó. Thì các bạn sẽ may luôn cho mình hai lớp, các bạn sẽ may đến góc trên này. Công dụng là để chúng ta giữ được cái đường bẻ ve của mình á, khi may nó không có bị sọc sệt ha, khi mình ủi mình bẻ ra nè, thì các bạn thấy là chúng ta sẽ che được cái đường diễu nằm ở dưới ha. Đó, thì các bạn cũng sẽ may tương tự cho cái phần bên này. Đây, đường may mình mới vừa may xong, thì khi mình may mình lật nó qua như vậy thì các bạn thấy nó sẽ nằm êm và nó sẽ không bị lộ ra ngoài. Và đây các bạn nhìn thấy là cái thành phẩm của mình, thì cái bâu đang tông nó sẽ nằm êm trên cái phần thân, và chúng ta sẽ may cái phần áo này là nó có cái phần nẹp. Thì các bạn thấy cái phần nẹp này nó cũng có một cái công dụng là nó sẽ che được cái phần mỏng của cái phần vải, và cái phần bâu của chúng ta nó sẽ nằm đối xứng. Và các bạn nhìn thấy cái phần lai nó cũng nằm êm như thế này. Đó, thì mình mới vừa chia sẻ xong cho các bạn cái cách chúng ta thực hiện một cái áo bâu đang tông, từ cái bài cắt cho đến bài may. Thì nếu các bạn chưa có tìm được bài này thì các bạn tìm lại ở bài số 44 nha, bài thiết kế. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.